Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì bên em xin giới thiệu các bác được một số những mẫu đồ gia dụng. Đấy, và hôm nay thì lại về thêm một số những mẫu dàn loa và thanh lý, còn một số những mẫu dàn loa cũ nhé. Một số những mẫu bếp ga. Đấy, bếp ga các thứ bên em, hàng nhà em thì về rất là nhiều luôn. Đấy, quý cô anh chị ưng sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với số hotline của bên em đang để ở góc màn hình nhé. Quý cô anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Không để các bác chờ lâu nữa, bên em Dân xin giới thiệu với các bác một số những mẫu đồ gia dụng thông minh bên nhà em trước nhé. Sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay xin giới thiệu đến các bác đó là một số những cái mẫu đèn 8 cánh. Đèn 8 cánh này. Nói chung là cái dòng này thì cực kỳ sáng luôn, nó có 8 cánh cho chúng ta. Đấy, để các bác có thể dễ sử dụng, dễ đặt. Đấy, các bác có thể tán rộng thì các bác có thể muốn rộng tán thì các bác để gấp này. Còn các bác muốn sáng trong cái điểm đấy thì các bác có thể để gấp lại như này. Nó đều ok. Nó đều ok nhé. Một con mã đèn 8 cánh như thế này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó. Đó là 190.000 đồng. Đây. Thực tế cho các bác luôn nhé. Thực tế cho các bác luôn. 8 cánh này. Các bác có thể gấp cánh của nó này. Rất là ok luôn. Đấy, rất là ok luôn. Rất là sáng. Thật sự với các bác luôn là sáng chói mắt luôn. Đấy, sáng chói mắt luôn. Đây, mở lên cái khác này. Đó. Con này thì công suất của nó nhé. Công suất của nó thì là lên đến 200W. Công suất của nó lên đến 200W này. Đấy, sử dụng điện là điện 220V. Sử dụng nguồn điện là điện 220V nhé. Đấy, ánh sáng của nó là 6500K cơ. Công suất của nó công suất cực kỳ lớn luôn. Hàng đẹp luôn, bền. Hàng đẹp bền bỉ luôn. Cái dòng này thì 190.000 đồng nhé. 190.000 đồng một cái. Hàng đẹp luôn và nó rất là sáng, các bác có thể nhìn thấy đây, nó rất là sáng luôn. Đấy, các bác về các bác chỉ cần xoáy vào cái đuôi, xoáy vào cái đuôi bóng đèn của các bác này. Xoáy vào cái đuôi bóng điện thôi. Đấy, cái đuôi của chúng ta đây, các bác xoáy vào. Đấy. Đây các bác có thể nhìn thấy màng nhện này, con này em đang trải nghiệm rồi này. Đấy, nhưng mà nó dùng rất là ngon luôn. Đó đó là cái mã đầu tiên bên nhà em. À, bóng đèn 8 cánh nhé, các bác lên xem mã đầu tiên là mã bóng đèn 8 cánh bên nhà em. 190.000 đồng, giá của nó bên em xin thông báo luôn. Đây, 190k hàng đẹp. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác đó là một số những dòng sạc ắc quy. Sạc ắc quy ở đây thì nhà em có rất nhiều loại nhé. Đầu tiên trên tay em đang cầm đó là một cái dòng sạc 12V 4A 100Ah. Đấy, 12V 4A 100Ah. Con này thì các bác có thể sạc được bình xe máy. Bình xe máy thoải mái luôn nhé. Tất cả các bình xe máy. Các bác về thì các bác sử dụng là các bác kẹp vào cái bình ắc quy của chúng ta thôi. Kết nối nguồn điện thì điện 110 hay điện 220 đều được nhé. 110 hay điện 220 đều được. Thoải mái luôn. Đó, đây để em kẹp vào cho các bác luôn. Con này thì các bác cứ cắm điện thẳng vào. Điện cắm điện trực tiếp vào cái điện 220 hoặc điện 110 đều được. Rồi các bác kẹp vào cái bình ắc quy. Rồi các bác kẹp vào cái bình ắc quy. Đó. Đấy, rồi các bác kẹp vào bình ắc quy. Đó, thì nó sẽ hiển thị lên cho chúng ta cái màn hình này hoặc là nó nhấp nháy. Đấy, là được, là được. Cái dòng này thì nó có quạt tản nhiệt nhé, nó có cái quạt tản nhiệt này cho chúng ta này. Đó. Và cái dòng này thì các bác lưu ý là các bác không có đi về lấy về, các bác không có đánh tẹt này là nó sẽ đoán mạch nhé. Thì các bác hạn chế tối đa cái đấy. Con này thì các bác sạc chỉ sạc được bình 12V thôi. 4AH, con này bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 190.000 đồng. 190.000 đồng, các bác lên cho em mã này, mã sạc 4A nhé. Sạc 4A 190k. Và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác luôn. Đấy, bao gồm phí ship cho các bác luôn. Sạc 4A 190k. Đây này, em ghi giá thẳng đây. 4A nhé, các bác lưu ý nhé. 4A 190k bao ship. 190k bảo ship. Đó, mã đầu tiên. Một cái mã tiếp theo, một cái dòng sạc của nó là một con sạc 6A. Con này thì các bác cũng có thể dùng giải điện của nó là từ điện 100 đến điện 240V. Đấy, rất là ok luôn này. Con này thì công suất mắc của nó lên 110W, cũng có quạt tản nhiệt luôn các nhé. Con này thì nó lại sạc được cả bình 12V lẫn bình 24V. Đấy, 12V 6A đến 24V 3A. Các bác về các bác cũng kết nối với điện cho em. Các bác về các bác cũng cắm điện vào cho em. Đó, các bác cắm điện vào, nó sẽ hiển thị lên cho chúng ta. Đấy, và các bác chỉ cần kẹp vào cái bình ắc quy là được. Và các bác kẹp vào cái bình ắc quy là được. Cũng kẹp vào đúng lửa, đúng nguội cho em. Đúng pha lửa, pha nguội cho em. Và các bác lưu ý là không đánh chạm. Không đánh chạm nhé. Đấy,
và đợi một lúc là nó sẽ tự tính và nó sẽ tự ấy chúng ta, nó kẹp được cái là nó sẽ tự sạc cho chúng ta. Đấy. Thương hiệu của con này là thương hiệu của Forsup nhé. Dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Forsup. Con này thì các bác có thể sạc được cả bình pin lithium này, đấy, bình ô tô này. Đấy. Đây các cái phím cảm ứng của nó đây. Đấy. Đấy. Đấy phím cảm ứng đây. Đấy. Rất là ok luôn. Rất là ok luôn nhé. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Con này là sạc 6A. Con này bên nhà em đang bán với mức giá đó là 340.000 đồng. 340.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này, mã sạc 6A. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng con này to hơn một chút nhé. Một cái dòng sạc con này to hơn một chút. Con này là sạc 12V 8A đến 24V 4A. Các bác cũng sử dụng cho em đó là giải điện của nó là điện 100 đến điện 240V. Đấy, thì các bác đều có thể sử dụng được. Đấy, giải điện của nó này. Con này thì sạc được bình to hơn, bình lên đến 130W. Con này thì có thể sạc được bình 12V 8A đến 24V 4A. Tức là các bác chỉ cần kẹp vào thôi, các bác không cần phải sợ là có sạc có sử dụng được không. Đấy, có sử dụng được không. Đấy, các bác cứ kẹp vào cho em là bình 12 và bình 24. Cứ bình 24 bé là được. Các bác cứ sạc vào bình 24 4A là được. Là nó sẽ tự sạc được, là nó sẽ tự chuyển điện cho chúng ta. Nên là các bác có thể yên tâm. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm nhé. Và các bác cũng kết nối với nguồn điện cho em. Đấy, các bác kết nối với nguồn điện này. Và đây, cái nút này cảm ứng này. Để các bác có thể chọn chế độ này. Thực ra là đúng ra là như này là mình đang đốt cháy giai đoạn nhé. Còn các bác sẽ cắm điện vào và các bác kiểm tra trước. Đây cắm điện vào nhé. Và các bác chọn chế độ trước. Rồi các bác mới kẹp cái bình ắc quy này vào. Với kẹp cái bình ắc quy này vào. Đấy. Và chúng ta sạc. Đấy, nó sẽ tính cho chúng ta ở đây hiển thị này. Cái dòng, những cái dòng sạc ắc quy nhà em nhé. Là tất cả là đầy pin nó sẽ đều tự ngắt nhé. Đầy pin nó đều tự ngắt. Đầy pin nó đều tự ngắt cho chúng ta. Đó. Thương hiệu của nó là Forsup. Forsup. Đấy, cứ đầy pin là nó tự ngắt, đầy pin là tự ngắt. Con này thì là sạc 12V 8A. 12V 8A nhé. Cái mã này thì ở bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 320.000 đồng. 320.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Đấy, cũng có một số bác thắc mắc là tại sao con này 6A. Đấy, con này 6A, con này 8A thì con 8A thì nó lại rẻ hơn. Thì con 8A này của nó ấy, thì nó là 20, nó là sạc được cái pin lithium nên là giá của nó sẽ nhỉnh hơn nhé. Các bác lên xem mã này, mã sạc 8A. Bên nhà em đang bán với mức giá đó là 320k. Bao ship 320.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng sạc to luôn. Con này là sạc loại to luôn nhé. Dòng này thì các bác có thể cũng có thể sạc được pin lithium. Nhưng mà con này thì các bác sạc được cả pin 12 bình 12V 12A cơ đến 24V 6A, tức là cái bình 12V ấy, bình loại to bé như nào các bác đều có thể sạc được gần như là được hết. Đấy, gần như là được hết nhé. Các bác về các bác cũng cắm điện vào cho em này. Đấy. Rồi các bác chọn sang chế độ nhé. Rồi các bác chọn chế độ. Đấy, ví dụ là bình này bình xe máy này. Đấy, bình lithium này hay là bình nào thì các bác chọn vào chế độ đó. Rồi chúng ta sẽ kẹp cái bình ắc quy này với kẹp cái bình ắc quy này vào theo đúng cái nguyên lý của nó này. Đấy, các bác kẹp đúng vào. Đấy, và nó sẽ tự tính và nó sẽ tự kiểm tra cho chúng ta đầy pin là nó sẽ báo đầy. Đầy pin là nó sẽ báo đầy nhé. Đấy. Đấy, phải kẹp đúng không? Đấy. Là nó sẽ tự sạc. Là nó sẽ tự sạc đây, gần đầy, con này gần đầy pin rồi. Đấy, và nó sẽ tính cho chúng ta. Dòng này thì thương hiệu của nó thương hiệu Forsup. Con này thì cũng có thể sử dụng điện thoải mái luôn, các bác cắm điện nào cũng được nhé. 12 đến 220 100 đến 240. 100 đến 240 này. Đấy, tối đa bình lên được 200 AH, tối đa đến bình 200. Con này thì bên nhà em đang bán với mức giá đó là 400.000 đồng. 400.000 đồng một cái mã sạc Forsup này và bên nhà em bao ship cho các bác nhé. 400k và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã sạc bình ắc quy Forsup này. Đấy. Một cái dòng sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu bơm điện 12V. Con này thì các bác cứ
kết nối vào cho em bình 12V và các bác sử dụng thôi. Đấy, các bác kết nối vào cho em cái bình 12V và các bác sử dụng thôi. Rất là khỏe luôn. Rất là khỏe luôn coi nhé. Đây là em test cho các bác thử thôi. Còn nó sẽ có một cái tẩu USB như này. Đấy, cái tẩu USB này để về các bác sử dụng. Dòng này của nó thì là hàng nội địa Nhật. Con này thì bảo hành cho các bác 1 năm. Đấy, bảo hành cho các bác 1 năm, hàng nội địa Nhật Made in Japan. Hàng đẹp luôn. Cái dòng này thì các bác có thể mang để trong cúp xe ấy, nó rất là nhỏ gọn luôn. Hàng khi các bác nhận hàng đến tay các bác là hộp mới luôn nhé. Hộp mới gửi từ Nhật về luôn. Đấy, hàng này các bác yên tâm luôn. Đấy, nguyên hạt đài, nguyên kiện, nguyên hộp cho chúng ta luôn. Đấy, nó để trong này cho chúng ta này. Đó, rất là tiện lợi luôn. Rất là tiện lợi luôn. Dây thì dây chịu áp lực, các bác có thể bơm lốc ô tô, ô tô con, xe bán tải thoải mái luôn. Cái dòng này ví dụ những lúc bí các bác cần. Nói chung là bác nào mà dùng ô tô thì các bác nào cũng nên cần có một cái nhé. Đấy, 530.000 đồng ở bên nhà bao ship thôi nhé. 530k bao ship. Một cái sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng ổ điện thông minh này. Đấy, một con ổ điện thông minh. Con này thì dây điện của nó cũng tương đối là dài. Dây điện của nó dài hơn 2 mét luôn. Dây điện của nó dài hơn 2 mét luôn nhé. Con này thì chúng ta có thể cắm điện, các bác thích cắm điện nào thì cắm, điện 110 hay điện 220 đều được. Đấy, nó cũng thoải mái, dài điện của nó cũng thoải mái luôn. Con này thì đây, nó sẽ có cái công tắc để các bác bật tắt ổ điện này, bật tắt USB này. Đấy, bật tắt ổ điện, bật tắt USB. Và cái dòng này thì nó có cả sạc cho chúng ta. Đấy là các bác có thể sạc được những dòng điện thoại thông minh. Đấy, những cái dòng các bác lưu ý là cái dòng điện thoại thông minh nhé. Chứ còn cái điện thoại nào của các bác, ví dụ là các bác điện thoại của các bác nó phải hỗ trợ cho chúng ta, đó là cái sạc không dây. Thì khi các bác đặt lên thì nó sẽ cũng mới sẽ sạc được. Đấy, đã sạc này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Đây là có cả một cái ốp lưng điện thoại dày rồi nhé, mà nó vẫn có thể sạc được thoải mái. Nhưng mà phải lưu ý cho các bác là khi mà các bác sử dụng cái dòng điện thoại thông minh thì nó mới sử dụng được. Đấy, điện thoại mà nó có hỗ trợ sạc không dây thì nó mới hỗ trợ được nhé. Còn khi mà các bác không sử dụng hỗ trợ, không cái sạc điện thoại các bác không hỗ trợ thì các bác sẽ không sử dụng được đâu. Đây các bác có thể nhìn thấy này, đang sạc này. Đấy, đang sạc. Đó, và chúng ta có thể để, ví dụ các bác có thể để đây để các bác nằm xem tivi đều được. Nằm xem tivi, nằm xem YouTube của em Dân Trịnh. Đấy, hay là các bác sử dụng đều rất là ok. Rất là nhỏ gọn luôn nhé. Đấy, ngoài ra thì những cái ổ cắm này thì các bác có thể cắm được những cái thiết bị điện. Đấy, nó có cả 3 cái USB nữa để các bác có thể sạc được cho những cái ví dụ là máy massage hay là những cái mà nó không có cái đầu, những cái ổ điện mà các bác không có cái đầu USB. Đó thì rất là tiện lợi. Còn các bác không muốn ổ điện thì các bác có thể tắt ổ điện đi, thì các bác thò tay vào đây nó an toàn, hoặc là trẻ em nó nghịch vào đây nó cũng an toàn. Hoặc là các bác không muốn dùng nữa thì các bác ấn nút này các bác tắt đi là được. Là tức là cái ổ điện này nó đã không hoàn toàn không còn điện nữa. Đấy, các bác bật cái riêng biệt luôn, hai cái này là bật nguồn riêng biệt luôn nhé. Con sạc thông minh này thì bên nhà em đang bán với mức giá đó là 250.000 đồng. 250.000 đồng một cái dòng sạc điện thoại thông minh này. Nó có cả sạc không dây nhé. Nó có cả sạc không dây. Đấy, 250.000 đồng. Và bên nhà em bao luôn cả phí ship cho các bác luôn. 250k và bên nhà em bao ship luôn. Đây để em ghi thẳng giá vào đây luôn. 250k. Bao ship. 250.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã sạc điện thoại thông minh này nhé. Sạc không dây. Một cái sản phẩm tiếp theo hôm nay xin giới thiệu với các bác, đó là một số những cái mẫu bộ dàn, dàn loa. Nó có cả bộ dàn này, có cả hai cặp loa luôn này. Đó, hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn. Con này thì là của Panasonic. Đấy, hàng xịn luôn. Để em xem cậy cho các bác cái. Đây, con này thì màng loa của nó đây. Đấy, hàng xịn luôn nhé. Loa của nó như là vuông thành sắc cạnh, vuông vắn. Đấy, con này thì đầu tiên, mã đầu tiên, công suất của này là 17W một cái, 6 ohm, 17W 6 ohm nhé. Ở đây thì các bác có thể kết nối, bao cho các bác là kết nối AUX, là kết nối với điện thoại bật nhạc thoải mái. Đấy, bao cho các bác kết nối điện thoại AUX thoải mái luôn. Thì nếu mà bác nào ví dụ muốn mà bảo là Dân ơi cho anh nghe thử, thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với cái số hotline bên em, em này có màn hình này. Đấy, thì các bác kết nối Zalo với em thì em sẽ gửi cho các bác cái video, hoặc là bác thể gọi điện trực tiếp. Đấy, để em có thể test cho các bác. Đó, con này thì để em đo kích thước của cái dàn này. Dàn này còn đẹp luôn này. Hàng của Panasonic luôn. Đấy, nó theo bộ của nó luôn nhé. 3, 24, 23,8. Đấy,
chiều ngang của con này thì là 13,4. Tình trạng loa nhé thì nó không có bị thùng, còn ngon này, thùng còn ngon này, loa hoạt động tốt này. Đây, để em xin giới thiệu cho các bác. Đây, em đang cắm điện rồi này, để các bác có thể chỉnh sang các chế độ để các bác có thể sử dụng. Nói chung là sử dụng thoải mái luôn những cái dòng này, rất là nhiều chế độ, nhưng bao cho các bác là cái chế độ AUX thoải mái luôn. Còn đĩa hay là các thứ thẻ nhớ thì cái này các bác về các bác tự kiểm tra. Thực sự ra là cái những đấy là em chưa kiểm tra, nhưng mà bao cho các bác để nghe nhạc bằng điện thoại thoải mái luôn. Con này thì công suất của nó là 50W, sử dụng nguồn điện đó là nguồn điện 100V nhé. Hàng này của Panasonic, hàng này là hàng Nhật bãi, toàn bộ là hàng Nhật bãi hết. Đấy, dùng về bao cho các bác là dùng ngon. Con này có cổng lan này, Giá của nó bên em đang bán với cái mức giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Dàn này còn gần như là mới nhé. Các bác lên cho em mã này là mã L1. Loa một đi, bộ loa thì gọi là L1 đi. L1 1 triệu đồng. L1 1 triệu đồng nhé. Đấy, hàng Nhật bãi vẫn chạy tốt nhé. Đấy, L1 các bác lên cho em mã này, mã L1. L1 1 triệu đồng, 1.000k này. Đấy, 1.000k, điện 110. Đó là các bác lên cho em mã đầu tiên, mã L1. Đấy, các bác có thể đây, có thể sử dụng chỉnh các thứ. Đây là cái băng dính thôi. Đấy, cái bài băng dính rồi về chúng ta lau đi, trước khi gửi cho các bác em sẽ lau đi. Bác nào mà kết nối với Zalo với em sẽ gửi cho các bác video chi tiết. Đây là mã đầu tiên, L1. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một con bộ loa nữa, dàn này dàn của Victory. Đấy, con này thì đây. Đấy, màng loa cái thứ còn rất là ngon luôn nhé, tất cả còn rất là đẹp luôn này. Đấy, đang cắm điện vào đây, đang sử dụng tốt này. Muric các thứ này, các bác tăng giảm âm lượng ở đây này, volume này, nói chung là con này rất là to luôn. Con này nếu mà các bác nào mà ưng thì các bác cứ bảo em thì để em sẽ liên hệ và gửi video cho các bác luôn. Đấy, để em liên hệ và em gửi video cho các bác luôn, rất là ok luôn nhé. Con này thì Victory, dàn này thì của nó là bộ hộp này của nó thì còn rất là ok luôn nhé. Này, thùng loa của nó còn rất ok luôn, chỉ có hơi bẩn một chút thôi tại vì hàng vừa mới về. Thực sự ra luôn là các bác luôn là em chưa test, em chưa dọn đâu, em chưa lau dọn gì đâu. Đấy, và chỉ có test thôi. Con này thì 20W, 20W này. Thương hiệu Victory này. Con này thì sử dụng điện 100 nhé, tất cả đều sử dụng 100. Con này 55W, con này 55W, hàng đẹp luôn. Đấy, cổng ra của nó này, cổng ra của nó này. Đấy, con này thì ok. Mã này thì các bác lên cho em mã này là mã L2. Mã L2. Ôi em xin lỗi. Mã L2 nhé. Con này dàn này thì bên thì em đang bán với cái mức giá của nó. Đây là khay này, khay đĩa này. Đây nó còn có một cái đĩa nữa này. Thế nhưng mà khi mà bật đĩa ở trên YouTube ấy, thì người ta hay rất hay bị bản quyền, nên là các bác thông cảm. Em sẽ không thử đĩa trên YouTube nhé. Đấy. Đây. Đấy, em sẽ không bật đĩa, bật nhạc ở trên này. Nên là các bác thông cảm. Các bác lên cho em mã này, mã dàn 2. Giá bên em đang bán với giá là 1 triệu. 1 triệu đồng và bên em bao ship mã dàn 2 này. Tất cả còn chạy tốt nhé, tất cả còn chạy tốt. Các bác liên hệ với em thì em sẽ gửi cho các bác cái video test đấy. L2 1.000k, L2 1 triệu đồng nhé. L2. Một con dàn tiếp theo, một con dàn của Sony. Đấy, ở đây trên này có cả đĩa, đĩa các thứ này, đều đầy đủ cả chúng ta luôn. Con này thì volume vô lục này. Đấy, dàn của Sony nhé, hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn. Đấy, bát loa của nó này. Bát loa của nó, con này thì hơi bị đây một tí thì em sẽ thay cho các bác luôn, cái này em sẽ thay cho các bác luôn nhé. Đấy, cái này thì không sợ, cái này thay thoải mái luôn, nó cần cái bát này thôi. Hai bên bát loa này, con này của Sony nghe nhạc các thứ còn cực kỳ tốt luôn, nghe nhạc các thứ của nó còn cực kỳ tốt luôn nhé. Con này thì cao của nó là 24, rộng của nó là 15 24 15. Đó, công suất của con này thì đây, con này thì hàng của Indonesia, hàng made in Indonesia nhé. Cái con Sony này sản xuất tại Indo, 6 ohm nhé. Series của nó là 148972 này. Cái con này cũng luôn này. Đấy, 148971 luôn này. Đấy, khớp số series luôn này. Đấy, số series cạnh nhau luôn, hai con này cùng sản xuất này. Đấy. Đấy, và đây này, nó có thể nghe được cả kết nối với điện thoại cái thứ này.
rất là ok này, đài FM này. Đấy, thì các bác sẽ chọn sang cái chế độ của nó thì em sẽ hướng dẫn cho các bác ở cái phần video ở trên Zalo nhé, để các bác gửi con này có thể chỉnh được cả check với bát này. Đấy, chỉnh được cả check với bát này. Đó, rất là nhiều những cái chức năng cực kỳ hay luôn. Cái phần máy của nó đây. Con này thì máy của nó thì lại sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Made in Korea của Hàn Quốc này. Sản xuất tại Hàn Quốc, Sony này. Dòng này thì con này thì công suất của nó là 65W. Đó. Dàn này thì bên em cũng bán với cái mức giá đó là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng nhá. Đấy. Hai quả loa thì tại Indo và cái dàn thì tại Hàn Quốc. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã L3. L3 dàn loa nhà em hôm nay bán đồng giá với giá 1 triệu đồng nhé. Dàn loa thì em hôm nay bán đồng giá với giá là 1 triệu đồng hết. Các bác lên cho em mã này, mã L3. 1 triệu đồng, 1.000k. L3 1 triệu đồng nhé. Đó. Sử dụng điện 110 các bác nhé. Sử dụng nguồn điện 110. Đấy, em bán kèm thêm cục đồ nguồn là 150.000 một cục nhé. 150.000 cục đồ nguồn. L3, các bác nên xem mã này, mã L3. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cặp loa của Sharp. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Sharp. Dòng này thì rất là ok luôn. Con này thì các bác có thể cắm sử dụng thoải mái. Cái điện 100 cũng là điện 110. Hai con loa của nó cũng là tương đối to luôn này. Đấy, con này là carbon luôn nhé. Đấy, còn chưa lau thì mới test xong còn chưa lau. Nhân viên nhà em nó mới test xong thôi. Đấy, nó còn chưa lau kịp lau. Nhưng mà các bác yên tâm là trước khi gửi cho các bác thì em cũng đã lau dọn lại cho các bác rồi. Nên là các bác cứ yên tâm. Đấy, các bác kết nối với điện nguồn điện 110. Đấy, và các bác sử dụng thôi. Cái này dòng này các bác kết nối với nguồn điện 110 và các bác bật lên và sử dụng thôi. Đây, đang chạy lên điện rồi này. Con này thì đây, loa của nó. Dòng này có sáp này. Con này thì 100W 8 ohm. Đấy, 8 ohm 100W, bát của nó là 13 cm. Để em đo lại cho các bác luôn. Để em đo cho các bác cho nó chi tiết. Cái bát của nó tương đối là lớn nhá các bác. Cái bát của nó tương đối là lớn này. Tổng chiều cao của nó là 31 này. Nguyên cái phần bát của nó là đã là 10 đo lọt lòng cái bát này. 13 cm rồi. Lọt lòng của nó 13 cm. Đó. Hai con loa nó đều như nhau. Hai con loa đều 100W, công suất con này cực kỳ lớn luôn nhé. Đấy, hai con loa công suất cực kỳ lớn này, mình giới thiệu qua cái máy của nó. Các bác về các bác kết nối cho em dây sang này, ở đây. Đấy, có tất cả các cổng luôn này. Dòng này có thương hiệu Sharp. Con này thì công suất của con loa này. Hàng còn đẹp luôn nhé các bác nhé. Hàng này còn đẹp luôn, để em xem là công suất của nó. Đây. Công suất của con loa này thì đây có cái FM 100W luôn, công suất của nó 100W luôn. Hàng của Sharp nhé, hàng của Sharp. Con này thì vẫn đang nghe tốt nhé, con này vẫn đang nghe tốt cho các bác luôn. Đấy, một cặp của nó, một bộ của nó như thế này. 100W thì các bác biết rồi, nghe cực kỳ ok luôn, cực kỳ lớn luôn. Con này thì bên em làm bán với cái mức giá đồng giá cho bác luôn, 1 triệu đồng. Đồng giá là cho bác luôn là giá của nó là 1 triệu đồng luôn nhé. Kể cả con Sharp này cũng thế này. Tình trạng hoạt động của nó là các bác yên tâm là nghe tốt luôn nhé. Các bác lên xem mã này, mã L4. L4 1 triệu đồng. L4 em ghi giá về luôn. L4 này. 1 triệu đồng. Bao ship L4 1 triệu đồng và bên nhà bao ship cho bác cái mã này. Đấy. Đầy đủ cho bác luôn nhé. Còn đầy đủ cho bác luôn. Mà giá tốt luôn, mà công suất của nó là các bác lên đến 100W là các bác nghe thì là quá phê rồi. 100W là công suất nghe của nó là tương đối là lớn rồi. Hàng này hàng của Sharp nhé. Đây là em chưa lau dọn đấy. Còn mà khi mà em lau dọn sạch sẽ rồi thì nhìn nó long lanh ngay. Thì các bác yên tâm. Đấy, 1 triệu. Con này của Sharp. Một con tiếp theo, một con Kendo. Nói chung là con này thì vẫn còn rất là ngon luôn. Màng loa là màng carbon luôn nhé. Màng này loa màng carbon. Nếu mà thực sự ra nói thật lòng luôn, nếu mà các bác mà mua con này lấy nguyên loa không cũng vẫn là rẻ. Mua nguyên loa không cũng vẫn là rẻ luôn. Con này thì nó bị gãy mất cái núm này. Đấy, thì các bác về các bác chế cái que hay là các bác chế cái nhựa vào đây. Đấy, tí nữa em sẽ báo giá cho các bác luôn. Con này nó gãy cái núm này rồi nên là giá của nó rất là tốt luôn. Đấy, con này thì đây loa tất
còn hoạt động tốt nhé, con này là vẫn là còn hoạt động tốt luôn đấy. Tổng chiều cao của nó là 28,5, cái bát loa của nó là 12, bát loa của nó là 12, một cặp của nó hai con luôn, một cặp của nó hai con loa luôn này. Đấy, con này thì 30W một con, thùng loa các bác có thể nhìn thấy này, còn rất là đẹp luôn, thùng loa của nó là còn rất là đẹp luôn nhé. Nên là đây em bảo đảm luôn, thật luôn là các bác nếu mà mua nguyên con này không ấy thì các bác nguyên lấy nguyên cái loa không vẫn là rẻ, nguyên cái loa cặp loa này không vẫn là rẻ, 30W một con, và hai con này thì không có bị vỡ viết gì đâu. Đây các bác có thể nhìn thấy thùng của nó còn rất là đẹp đấy, mà lại còn được thêm cả cái bộ này nữa để các bác nghe nữa thì tuyệt vời luôn này. Đấy, Kendo này, con này thì sử dụng tốt nhé, tình trạng sử dụng hoạt động là vẫn là hoạt động tốt. Đây, để em cắm điện rồi cho các bác cho nó hiển thị lên thôi. Chẳng qua là trên trên này nền tảng thì nó bị đánh bản quyền âm nhạc nó ấy thôi, chứ còn không thì em bật nhạc cho các bác nghe trực tiếp luôn. Đấy, nhưng mà nó hay bị đánh bản quyền về cái phần âm nhạc, nó làm rất là gắt nên là các bác thông cảm. Đấy là em không test được, còn cái này là đây là cái volume. Đấy các bạn thì các bác có thể cắm cái tu vít, đầu tu vít vào là các bác có thể chỉnh được. Đấy, còn các bác về các bác có thể chế nhé, tự chế. Con này thì bán cho các bác là nó bị gãy mất cái này rồi. Đấy, đầy đủ các bác phụ kiện sử dụng thoải mái luôn, sử dụng tốt luôn nhé, con này vẫn sử dụng tốt. Đó, có cả đĩa các thứ đầy đủ cho bác luôn. Này, đang chạy rồi này. Đấy, đấy, series này. Đấy, bật này, bật tắt này. Con này vẫn sử dụng ok. Con này thì các bác lên xem mã này là mã dàn dàn 5. Dàn 5 đi. À, L5. L5 nhé. Con này L5 bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 700k. L5. Đấy, L5 700k. 700k. Giá cực tốt luôn. Giá bên nhà em cực tốt luôn nên là các bác yên tâm, các bác lên cho em mã này, mã L5 700.000 đồng. Đấy, một cái mã tiếp theo này, một cặp loa không này. Đấy, bác nào mà thích nguyên loa không ý, thì các bác cứ bảo em luôn. Đấy, con này còn rất là ok luôn này, đẹp xịn xò luôn. Đấy, cái này thì các bác về các bác lấy cái băng dính đi, các bác gạt tên tí. Công suất của con này thì là con này của Panasonic. Cái này chỉ có cặp loa không thôi nhá. Cặp loa không thôi, tình trạng hoạt động tốt, loa 4 này. Đấy, nói chung là cũng còn rất là đẹp luôn. Còn rất đẹp luôn, 35W một con này. Đây là một cặp của nó. Đấy, nói chung là hình thức thì còn rất là ok luôn. Thanh lý cho các bác với cái mức giá đó là các bác lên cho em mã này, mã L7 đi. L7. L7 600k. Các bác lên cho em mã này, mã L7. L7 600k. Một cặp loa này cho các bác luôn, giá tốt luôn nhé. Giá tốt luôn nên là các bác yên tâm. Hàng em thì đấy, vẫn còn một số bộ nữa chưa giới thiệu đến các bác được, tại vì nó thực sự ra là chưa test kiểm tra được nên là các bác thông cảm. Đấy, video sau em sẽ test, em sẽ kiểm tra cho các bác rồi em lại lên mã cho các bác luôn nhé. Đấy thì một có số những con mà test trước rồi thì sẽ lên mã trước cho các bác. Một cái mã tiếp theo, còn một ít cái mã bơm tõm này, bơm tõm muốn giới thiệu đến các bác. Dòng này thì tất cả đã đổi nguồn cho các bác sang cái nguồn điện 220V rồi nhé. Đầu tiên thì xin giới thiệu với các bác đó là một con này công suất của nó là 200W. Ống da của nó là con này là ống da là 48. Ống da của nó là ống da 48 này. Bắt gen 48 nhé. Con này thì sử dụng cho chúng ta. Hàng này là hàng toàn bộ là hàng Nhật bãi nhé, nhưng mà đã chuyển nguồn điện cho các bác sang điện 220 rồi. Đây con này thì không phải chuyển, con này đang dùng điện 200 nên là không phải chuyển đây. 220V đều được. Đấy, công suất của nó thì là con này thì là bơm độ sâu. Sâu của nó là đây con này 0,8 lít trên min này, tức là gần một khối. Một phút một khối ấy. Một phút của nó sẽ bơm được gần một khối. 0,8 này. Đấy, con này bơm bể cá, bơm bể nước thì rất là ok này. Bơm bể cá, bơm bể nước rất là ok nhé. 0,25 kW. Bơm độ sâu của nó, bơm xa được 40m. Bơm cao được 6,5m. Đấy. Điện 200. Công suất 372W. Con này bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 1.050.000. 1.050.000. Đó, hàng đẹp luôn nhá. Con này thì sử dụng điện 220V thoải mái. Các bác về các bác sử dụng điện 220V thoải mái luôn. Để em cắm điện để em test cho các bác luôn. Để em cắm điện em test cho các bác luôn nhé. Đây. Đấy, rất là êm luôn. Chạy rất là êm luôn nhé.
Đấy, các bác yên tâm một điều đó là khi các bác nhận hàng về thì em các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn. Đấy, chạy rất là êm luôn, rất là ok. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã bơm 1. Bơm 1, 1.050.000 đồng. Chạy rất là êm và rất là ok luôn. Con này thì đấy, thông số chi tiết em đã giới thiệu cho các bác rồi. Mã đầu tiên. Tiếp theo một con bơm nữa. Con này cũng là bơm tõm này. Con này thì ống da của nó, phi của nó là phi 40. Con này phi 40, cái gen 42 đây là được. Các bác lắp vào được. Công suất thông số của nó đây. Đây để em cạo ra để em giới thiệu cho các bác. Hàng này thì toàn bộ của nó là hàng Nhật bãi nhé. Toàn bộ của nó là hàng Nhật bãi này. Công suất con này thì 420W, sử dụng điện 100. À, đã đổi nguồn cho các bác sang điện 220 rồi, đương nhiên rồi. Đấy, các bác về các bác sử dụng điện 220V. Đấy. Rất là ok luôn công suất của nó. Hàng này thì toàn bộ của nó là hàng Nhật bãi. Hàng bộ của nó, toàn bộ của nó là hàng Nhật bãi nhé. Đấy, ống da này. Đấy, dây điện này. Tất cả cái dòng này thì đã đấu dây điện lại cho các bác. Cái dòng dây điện này là đã đấu cho các bác thêm cái dây điện 5m. 5m rồi, tầm 5m dây điện rồi. Đấy, các bác về các bác chỉ việc dùng thôi. Bơm này là bơm chìm nhé. Bơm này là bơm chìm nhé. Cái hệ thống làm mát của nó là hệ thống làm mát chìm. Hệ thống làm mát chìm. Con này thì các bác lên cho em mã này, mã bơm 2. Bơm 2. Công suất của con này là 420W. Giá của con này thì 1.150.000 đồng. 1.150.000 đồng nhé. Và đơn hàng này đã bao ship cho các bác rồi nhé. Và đơn hàng này bên em đã bao ship cho các bác rồi. Một cái mã thứ 3. Một cái mã thứ 3. Con này thì lên đến 595W. 595W này. Con này cũng sử dụng điện 200 này. Nhưng mà sử dụng thành 220 được thoải mái này. 0.4 này. Đấy, 60Hz này. Đấy. Hàng đẹp luôn, con này thì bơm cao được 11m5. Đấy, đây, các cái chi tiết của nó đây. Hàng này toàn bộ của nó là hàng Nhật bãi nhé, toàn bộ của nó là hàng Nhật bãi. Công suất con này 595W cơ. Con này các bác lên cho em mã này là mã bơm 3. Bơm 3. Con này bên nhà em đang bán với mức giá đó là 1.250.000 đồng. 1.250.000 đồng. Bên nhà em mới bao ship cho các bác luôn, bơm tõm. Bơm tõm. Đấy, 1.250.000 nhé, và bên nhà em bao ship mã bơm tõm này. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Bác nào mà yêu thích ca hát hoặc là hay hát karaoke ấy, thì cái mẫu mic karaoke này cũng không thể thiếu được trong gia đình này. Ngày Tết nhất các thứ thì các bác có thể sử dụng. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Tomahawa. Dòng này của nó là hàng nội địa Nhật nhé. Hàng nội địa Nhật made in Japan luôn. Đấy, hàng này thì cực kỳ ok luôn. Nó sẽ có một cái dòng, một cái dây này. Một cái dây và một cái mic cho chúng ta. Một cái dây, một cái mic. Dây của nó cũng là dây nội địa Nhật luôn nhé. Và mic của nó cũng là mic nội địa Nhật. Hàng này thì các bác nhận hàng ấy, thì các bác cắm trực tiếp vào loa âm ly hay là những cái hát karaoke được. Và các bác hát thử cho em luôn nhé. Và các bác hát thử giúp em luôn. Các bác nhận hàng các bác hát thử giúp em luôn. Đấy, để các bác cho thoải mái luôn. Hàng này thì đảm bảo cho các bác luôn là về cái phần chất lượng thì các bác yên tâm luôn. Bảo hành cho các bác luôn 1 năm. Đấy. Và cái mẫu mic này bên nhà em đang bán với mức giá đó là 230.000 đồng. Giá chỉ 230.000 đồng một cái dòng mic hát karaoke như thế này. Đó, để các bác có thể tham khảo cái mã này để về các bác sử dụng trong gia đình. Nó rất là tiện, nó rất là tiện. Con này em bán rất là nhiều rồi nhé, nên là các bác yên tâm. Con này bên nhà em bán rất là nhiều rồi nên bác yên tâm. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng máy cạo râu của thương hiệu Panasonic. Đây, khi các bác nhận hàng ấy là các bác bóc ra là máy mới. Là máy mới nhé. Khi các bác nhận hàng các bác bóc ra là máy mới nguyên hộp như này. Đó. Mã EIS 6500P. Mã của nó là EIS 6500P. Máy mới toanh luôn. Nguyên hộp này. Đó. Còn đây, con này là em đã đang test và em đang trải nghiệm. Đấy, để em review đến các bác. Con này em đang test, em đang trải nghiệm. Có một cái lưu ý nhỏ nhỏ là khi các bác lắp pin cho cái dòng máy cạo râu này, thì các bác lắp cho em, để ý cho em cái phần chiều đồng hồ lắp pin của nó ở đây này. Cái phần lắp pin của nó ở đây này. Đó. Đó, các bác lưu ý xem cái lắp pin này thế. Đó, và các bác lắp vào là lắp đúng vào. Còn các bác nếu mà các bác lắp ngược ý, nếu mà các bác lắp ngược thì cũng không sao cả, nhưng nó không kê, không chạy. Đấy, thì các bác lưu ý cho em cái lắp pin này cho em. Đó. Và con này thì các bác cạo râu. Các bác cạo râu. Đây nhá, em xin chào các bác nhé. Em xin test thử cho các bác luôn nhỉ, râu của em này. Đấy, em xin cắt cạo thử này. Đấy, nói chung là các bác không nên để những cái râu dài như này.
đấy, và các bác cạo đấy. Em đây lướt qua một lớp nhé, các bác lướt qua một lớp trước này đấy, để cho những cái râu dài nào để cho nó cắt nó sẽ bằng nhau, và các bác muốn cạo đấy, những cái râu dài thì nó sẽ khó hơn này, các bác cứ nhìn thế. Tay em đang để rất là thả lỏng nhé, tay em đang để rất là thả lỏng này, các bác có thể nhìn thấy rất là sạch luôn, có một số những cái dài này là nó chưa vào được này. Đấy, là các bác cạo, nói chung là đây rất là sạch sẽ luôn, bác có thể nhìn thấy em rất là sạch sẽ luôn này. Đấy, cạo râu con này thì các bác cứ thường thường là như em 2 ngày cạo một lần, 2 ngày cạo một lần và em đã sử dụng 2 năm nay thực lòng là em sử dụng 2 năm nay rồi. Đấy, con này thì em đã trải nghiệm rất là ok luôn, dòng máy cạo râu của Panasonic nhé, dòng máy cạo râu của Panasonic. Đấy, hàng này thì dùng yên tâm luôn, em bảo hành cho bác 1 năm, em bảo hành cho bác 1 năm luôn, người thật việc thật luôn, em đang trải nghiệm thực tế, em đang trải nghiệm thực tế rồi chứ không phải là không đâu. Đấy, và các bác có thể nhìn thấy cạo này nó không có đau rát hay là gì đâu, mà nó rất là rẻ nhé. Con máy cạo râu của Panasonic bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 350.000 đồng bao ship, và bên nhà em tặng kèm thêm cho các bác một đôi pin nhé, 350.000 đồng bao ship, và bên nhà em tặng kèm cho các bác một đôi pin con thỏ như thế này để các bác về các bác trải nghiệm sử dụng thoải mái luôn, rất là ok. Một cái mã tiếp theo đó là một cái dòng nồi áp suất, một số những mẫu nồi áp suất này. Đấy, dòng này thì nồi áp suất của thương hiệu Tefa, nồi áp suất của thương hiệu Tefa các bác nhé. Con này thì dung tích của nó là 6 lít, dung tích của nó là 6 lít áp suất để các bác đun ga đun bếp từ. Cái dòng nồi này các bác đun ga đun bếp từ đều được nhé. Đấy, dòng này nồi to luôn. Con này thì nó là bằng nồi inox, mở nắp này, cơ chế hoạt động của nó rất an toàn và giòn của nó còn rất là ngon mới đẹp, giòn của nó còn rất là ngon mới đẹp luôn nhé. Hàng này thì hàng chất lượng luôn, các bác có thể mở ra đóng vào. Đấy, rất là tiện lợi để khi mà cái cơ chế an toàn của nó đóng mở rất là chắc chắn luôn. Dung tích của nó là 6 lít, lòng nồi các bác có thể nhìn thấy còn rất là đẹp luôn này, tay cầm của nó này, tay xách của nó này. Dòng này giữ các bác hầm xương, hầm thịt, đấy, nấu cháo rất là ngon luôn. Đấy, hầm thương, hầm thịt, nấu cháo rất là ngon luôn nhé. Dòng này là hàng của Tefa, nó là thương hiệu của Pháp, nó là thương hiệu Tefa của Pháp, đấy, xuất sang Nhật, hàng Pháp xuất Nhật. Mã này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 1.800.000 đồng. Các bác lên cho em mã này, mã nồi áp suất Tefa, giá là 1.800.000 và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác luôn nhé. Dòng nồi áp suất này là bao gồm phí ship cho các bác luôn rồi, nên là các bác có thể yên tâm về chỉ việc trải nghiệm và sử dụng thôi. Đó là cái mã nồi áp suất đầu tiên. Cái mã thứ hai, con này thì dung tích của nó là 5 lít. Dung tích của nó là 5 lít, cũng là thương hiệu của Tefa. Giòn giếc của nó thì các bác yên tâm là bao cho các bác luôn là giòn không bị việc gì cả. Hàng đẹp luôn, made in Farikan, 5 lít. Con này thì đun bếp ga, bếp từ đều thoải mái luôn. Dòng này thì các bác đun bếp ga, bếp từ đều thoải mái luôn. Hầm xương, hầm thịt, hầm cá, các bác đều hầm thoải mái, hầm tiện lợi luôn. Đó, con này thì nếu mà các bác sử dụng trong gia đình 4, 5, 6 người như nhà em, gia đình thì là thoải mái luôn. Tại vì làm sao, nó hầm cũng cơ chế hầm của nó rất là dừ mà rất là ok luôn. Các bác hầm xương các thứ rất là tiện này. Con này hầm xương các thứ rất là tiện. Các bác lên cho em mã này, mã áp 2, áp suất 2. Bên thì em đang bán với cái mức giá đó là chỉ có 1.600.000 đồng thôi. 1.600.000 đồng cái mã nồi áp suất 2 này. Và bên thì em bao ship. Dung tích của nó là 5 lít các bác nhé. Dung tích của nó là 5 lít. Đó. Một con áp suất nữa này. Đấy, giới thiệu nhanh cho các bác luôn. Đấy, hôm nọ lên mã chi tiết rồi. Một con áp suất nữa. Cái dòng này nó cũng là của Tefa luôn. Cái con này nó cũng là của Tefa luôn. Đây. Lòng nồi này, giòn này. Những giòn của nó thì đẹp luôn. Toàn bộ của nó là hàng Nhật bãi các bác nhé. Dày dặn luôn nhé. Nó là dày dặn luôn. Đun bếp ga, bếp từ thoải mái luôn. Những cái dòng này các bác đun bếp ga, bếp từ thoải mái luôn. Nên là các bác có thể yên tâm. Hàng này thì bên em bảo đảm cho các bác luôn là đúng như nhà em quảng cáo, không sai một tẹo nào luôn. Đúng như nhà em quảng cáo. Các bác lên cho em mã này, mã nồi áp suất 3. Con này cũng là 6 lít, đun bếp ga, bếp từ đều được. Đấy, 6 lít, đun bếp ga, bếp từ đều được. Con này bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 1.700.000. 1.700.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác. Các bác lên cho em mã này, mã nồi áp suất 3. Nồi áp suất 3 nhé. Giá tốt luôn. Giá tốt và hàng đẹp luôn nhé. Giá tốt và đẹp luôn nên là các bác có thể yên tâm sử dụng thôi. Đấy, nồi áp suất 3, 1.700.000 đồng. 1.700.000 đồng và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác luôn. Và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác luôn nên là các bác có thể yên tâm. Đấy, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác đó là một cái dòng motor của máy hút bụi.
Đấy, motor của máy hút bụi này. Con này thì là nó là motor chổi than. Hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Samsung. Sử dụng nguồn điện đó là nguồn điện một nguồn điện là 220V, công suất của nó là 1370W, vòng quay của nó là 34.500 vòng RPM này. Đó, hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp, hàng của Samsung. Con này là động cơ chổi than này các bác này, cái dòng này là động cơ chổi than. Đấy, dây đồng nhé, dây đồng luôn, nên là các bác dùng rất là ok luôn. Hàng này thì đảm bảo cho các bác luôn, khi các bác nhận hàng ấy thì nó sẽ có như này, các bác có thể đậy nắp ra, đậy nắp ra. Động cơ của nó chạy rất khỏe luôn, con này chạy rất tít, chạy rất là tít luôn nhé. Để em đo cho các bác cái phần chi tiết của nó. Đây, cái miệng này của nó này, 10,5cm. Tổng chiều dài của nó nhé, cái này thò ra 5 một phân này. Tổng chiều dài của nó là đến 11,5cm. Đây các bác có thể nhìn thấy gần 11,5. Đường kính của cái ấy này, để các bác về các bác chế cháo này. Đường kính của nó là 35cm. Đường kính của con này là 35cm. Giá tiền thì bên em đang bán với giá là 160.000 đồng nhé. Các bác về các bác có thể xoáy cái ốc này ra chế cháo để các bác làm động cơ motor cái thứ này. Đấy, các bác có thể tháo cái những cái cánh quạt ra để các bác chế cháo. Đấy, nói chung là các bác chế rất là tốt luôn. Các bác chế làm quạt công nghiệp thì nó cũng rất là ok. Nó cũng rất là ok nhé. Đây là ở đây có hai cái fan cũng nó. Các bác đấu điện vào đây cho em. Lửa ông nguội vào đây này. 160.000 đồng các bác lên cho em mã này, mã motor. Motor 160.000 đồng một con motor của máy hút bụi, motor của máy hút bụi. Hàng Samsung luôn, hàng thanh lý. Hàng Samsung, hàng xịn luôn. Nên là các bác có thể yên tâm. Nên là các bác có thể yên tâm nhé. Hàng các bác về các bác chỉ việc dùng thôi. Đấy, động cơ chổi than. Động cơ chổi than, motor. Một cái dòng sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một số những máy cạo râu của thương hiệu Panasonic này. Hàng khi đến tay các bác nó là hàng mới nguyên đai nguyên kiện luôn nhé. Hàng này khi đến tay các bác nó là hàng mới nguyên đai nguyên kiện luôn, nên là các bác có thể yên tâm. Hàng của thương hiệu Panasonic này. Mã của nó là EIS6500P. Đây, khi em bóc ra cho các bác xem luôn là hàng khi đến tay các bác này là hàng mới như thế này. Là hàng mới như thế này. Máy móc các thứ còn nguyên si nhé. Còn đây là em, cái con em bóc ra này. Đây, con em đang sử dụng đây. Là em đã sử dụng được 2 năm nay rồi. Nên là nhìn nó có vẻ là cũ. Đây là con này là em đang test. Đấy, 2 năm nay, hơn 2 năm nay rồi. Các bác có thể nghe cái tiếng. Cực kỳ ok luôn và cực kỳ sắc bén. Con này thì nó sử dụng bằng pin. Hết pin thì các bác lại có thể thay pin cho em pin mới. Hết pin các bác lại thay cho em viên pin mới nhé. Nên là nó rất là ok luôn. Hết pin các bác lại thay pin mới. Hết pin lại thay pin mới thôi. Không phải lo lắng gì cả. Panasonic EIS6500P. Cái mã này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 350.000 đồng. 350.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác nhé. Tặng kèm thêm cho các bác đó là một đôi pin như thế này. Đấy, thì là cái chương trình khuyến mãi của cái tháng 12. Đấy là có tặng kèm đôi pin. Còn là nếu mà các bác, ví dụ là các bác đang xem ở trong cái thời gian khác, nó xa hơn thì mà nó không được tặng pin thì các bác thông cảm. Đó, một cái máy này, các bác có thể nhìn thấy lưỡi của nó này, rất là sắc bén luôn. Con này thì em đã trải nghiệm rất là lâu rồi, hơn 2 năm nay rồi nhé. Đây là cái này là không phải là gì đâu nhé, mà là cái tóc, à là cái lông râu thôi, là cái râu thôi. Đấy, các bác có thể nhìn thấy rất là sắc bén và các bác có thể rút ra rút vào đều thoải mái luôn, để các bác vệ sinh, đều các bác vệ sinh. Đó, rồi các bác lại lắp vào thì nó rất là bền. Đấy, nó tự đẩy lên này. Đấy, nó tự đẩy lên cho chúng ta này. Đấy, nó rất là bền bỉ luôn. Đấy. Rồi các bác cần thì các bác dùng này các bác lại lắp vào. Các bác dùng thì các bác lại lắp vào. Đấy. Rất là ok luôn nhé, hàng của Panasonic sử dụng bằng pin. Hàng của Panasonic sử dụng pin. Con này bên nhà em đang bán với cái mức giá chỉ có 350.000 đồng thôi. 350.000 đồng và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác cái mã này. 350.000 đồng và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác cái mã máy cạo râu này. Máy cạo râu này. Nên là các bác có thể yên tâm. Đấy, yên tâm về dùng, ngon bổ rẻ bền đẹp luôn. Ngon bổ rẻ bền đẹp luôn nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu đèn laser trang trí nhé. Nó là ban ngày nên em phải vào trong này để em có thể review cho các bác. Đấy, để các bác có thể nhìn thấy nó rất là đẹp này. Nó rất là đẹp luôn này. Nó rất là đẹp và rất là ok luôn.
Đấy, các bác có thể nhìn thấy nó nháy rất là đẹp đây. Đấy, rất là đẹp đây nhé. Em để im mà cho các bác nhìn cái ở cái chỗ tia đỏ ở giữa nhé. Đấy, và tán của nó ra rất là rộng này. Đấy, cái đỏ ở giữa như em vẫn để im chỗ nhé. Đấy, mà tán của nó ra rất là rộng luôn. Đấy, ra rất là rộng luôn và nó rất là đẹp. Và nó rất là đẹp. Nó có cả cái remote, nó có cả cái remote này để các bác có thể điều khiển này. Đấy, auto này, đấy, tự động này. Đấy, tất cả các cái chế độ điều khiển nhấp nháy này. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, hoặc là không nhấp nháy, các bác muốn bật sang cái chế độ nào thì các bác đều có thể chuyển sang chế độ đấy được. Và con này nó có thể cảm biến theo cả âm nhạc. Đấy, theo cả âm nhạc. Đấy, thì ở đây thì em nói thì nó sẽ nhấp nháy này. Đấy, nói nó sẽ nhấp nháy cho chúng ta luôn, rất là đẹp luôn. Đó. Một cái đèn laser trang trí các bác nhé. Cái mã này thì bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 350.000 đồng thôi. Các bác có thể trang trí Noel, trang trí Tết. Đây là vẫn còn là bị ánh sáng đấy. Còn nếu mà nó tối hẳn đi ấy, thì nó còn đẹp long lanh lên nữa. Và cái độ tán của nó tỏa ra, các bác có thể nhìn thấy tán của nó tỏa ra rất là rộng và rất là đẹp luôn. Đấy, rất là rộng và rất là đẹp luôn nhé. Đấy. Con này bên nhà em đang bán với mức giá đó là 350.000 đồng. 350.000 đồng nhé. Thì nó sẽ gồm cho chúng ta đó là một cái bộ như này điều khiển. Đấy, và nó chỉ có sợi dây cáp sạc thôi nhé. Nó chỉ có sợi dây cáp sạc cho chúng ta thôi. Đó, một cái bộ như này. Các bác lên cho em mã này là mã đèn laser trang trí. Bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 350.000 đồng. Và bên nhà em bao ship nhé. Để em vào chỗ tối để em có thể review cho các bác là các bác biết rồi. Đấy, là cái độ đẹp của nó như nào rồi. Đấy, giá dùng các thứ để các bác treo lên. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Các bác có thể để im một chỗ. Đó. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like nhé các bác nhé. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu cho các bác đó là một số những cái mẫu thắt lưng da nhé. Đấy, thắt lưng da này. Con này thì đây nó có dây cho chúng ta đó là một cái dòng dây màu nâu và nhà em có dây màu đen đều đủ cả. Hàng đẹp luôn. Con này thì hàng của 100% da bò này. 100% da bò. Đấy, made in USA, thắt lưng Mỹ. Thắt lưng của Mỹ nhé. Con này thì dùng rất là ok luôn. Các bác cái này thì nó có màu nâu và màu nâu và màu đen. Đây, các bác có thể nhìn thấy nhỉ? Những cái mặt của nó rất là đẹp luôn này. Để các bác có thể thắt lưng, bụng to, các bác bụng to, bụng bé đều được nhé. Ở đây thì nó sẽ có một cái miếng da. Đấy, để các bác có thể hơ lửa, test với lửa luôn. Đấy, ở đây các bác có thể test cái miếng da này với lửa luôn. Để các bác về các bác test thoải mái luôn. Đấy. Ở đây là nó gọi là con đĩa này. Đây, nó bám vào đây. Đó. Và con này thì bụng to bụng bé các bác đều có thể sử dụng thoải mái luôn. Mà nó giữ rất là chắc nhé. Nó giữ rất là chắc luôn. Đấy. Giữ rất là chắc luôn nhé. Đấy. Và đây là cái mở ra này. Mở ra mở vào này. Đấy. Rất là ok luôn. Mà nó giữ rất là bền. Giữ rất là chắc. Bụng to. Các bác bụng to bụng bé thì đều có thể sử dụng được. Con này thì kích thước của nó rất là dài. Cái dòng này thì thắt lưng của nó rất là dài các bác nhé. Cái dài nhất của nó lên đến 1,5 m cơ. Nên là nếu mà bác nào bụng to ấy, các bác cứ bảo em là bụng anh hơi to một chút thì để em sẽ chọn cho các bác cái thắt lưng. Còn nếu mà các bác không nói gì thì em cứ chọn cái phổ thông thì thực sự ra là bình thường thì nó thoải mái luôn. Con này thì đây, như con này đã là 1,4 m, như con này là 1,4 m. Đấy. To bé đều đủ cả. Các bác về nhé, nếu mà các bác bụng to quá, bụng bé thì các bác có thể cạy này ra này. Đấy, để mà các bác cắt ngắn đi. Đấy. Các bác có thể điều chỉnh cái kích cỡ tùy theo cái ý thích của chúng ta. Đó, và chúng ta lắp vào. Cái mặt này của nó này. Đấy, mặt này của nó này. Rất là đẹp luôn. Các bác lên cho em nhé. Cái mã mặt như này. Đây, mặt của nó đây. Các bác lên cho em mã này là mã N1. N1 nhé. N1. Con này bên nhà em đang bán với mức giá đó là 250.000 đồng. Và bên nhà em bao ship. Đấy. Các bác lên cho em mã này là N1. N1. Nâu hoặc đen. Nâu hoặc đen. Đấy, các bác lên cho em mã này, mặt này là mặt N1. Các bác lên cho em là mã N1 nâu hoặc N1 đen nhé. Đấy, đây con này các bác lên cho em. Đây là nâu thì các bác lên là nâu. Còn đen thì các bác lên cho em là mã N1 đen. Đó, đây là cái mã đầu tiên, mặt của nó. Mặt của nó đây. Mặt của nó đây nhé. Đó. Một cái mã tiếp theo. Một cái mã tiếp theo, một con Rolls Royce. Một con Rolls Royce. Một con Rolls Royce. Đấy. Mặt Rolls Royce này. Mặt rất là đẹp luôn đấy các bác nhé. Đấy, những cái chi tiết của nó này. Con này là thắt lưng tuột, không phải thắt lưng xỏ lỗ đâu nhé. Rất là đẹp luôn. Đây, để em đo cho bác kích thước con này trước. Để em đo cho bác kích thước của cái thắt lưng này trước. Nó tất cả nó rơi vào cửa tầm cửa giống nhau thôi, tầm 1,4 m, 1,5 m. Đây, cái này 1,4 m rồi. Đấy. 1,2 m. Đấy, thì nó đều có cả. Tất cả thì đều có miếng da để các bác test nhé.
Test thoải mái luôn cái miếng già. Đẹp luôn. Đẹp luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã mã đầu tiên là mã N1 này. Con này các bác lên cho em mã này mã Rolls Royce. Đấy. Các bác lên cho em mã này mã R. Đấy, theo đúng cái chữ của nó mặt này. Các bác lên cho em mã này mã R. Đấy, giờ thì các bác lên cho em cũng là nâu với đen. Đấy, cũng có lên cho em mã là R nâu R đen. Đấy. R này. Các bác lên cho em mã là R. Đấy, nâu hoặc đen 250k. Bao ship luôn nhé. 250.000 đồng và bên em bao ship luôn nhé. 250k bao ship. Các bác lên cho em mã chữ R nhé. Đây này, để cho nó đúng cái chữ này. Đây. R. 250.000 đồng và bên em bao ship mã chữ R này. Đó. Hàng đẹp luôn, xịn sò luôn nhé. Hàng đẹp và xịn sò luôn. Một cái mã tiếp theo. Đấy, một cái mã tiếp theo là một cái con ngựa này. Một cái con ngựa này. Cái này thì thực ra là như kiểu là Ferrari đấy, nhưng mà đây. Porsche. Con này là Porsche. Đấy. Mặt của nó rất đẹp, nó rơi vào cửa từ tầm 1m2 đến 1m5 nhé. Nó tùy theo con bò nên là cái rơi ra này nó cũng không cố định. Đấy. Các bác có thể mở ra này. Lúc đau bụng ấy, thì các bác chỉ cần nâng nhẹ cái này lên này là các bác rút ra được. Nâng nhẹ cái này các bác nên rút ra được. Nên là các bác không phải lo lắng gì cả. Đó. Con này thì là Porsche. Porsche nhé. Đấy, con này câu tròn. Các bác lên cho em cái mã này. Cái mã này là mã để đánh dấu cho nó đỡ bị lẫn. Để đánh dấu cho nó bị đỡ bị lẫn nhé. P đi. Câu tròn thì gọi là P đi. Các bác lên cho em mã này mã P. Đấy. Mặt là mặt câu tròn này nhé. Mặt là mặt câu tròn này. Các bác lên cho em mã này mã P. Đấy, để cho nó khỏi nhầm lẫn. Đến lúc mà các bác về các bác chỉ việc sử dụng thôi. P này. 250k bao ship cũng 250k. Đấy, và bên em cũng bao ship nhỉ. Các bác lên cho em mã này là mã P. Nguyên chữ P thôi, tại là Poucher mà. Viết chữ viết tắt của chữ Poucher. 250.000 đồng và bên em bao ship này, hàng đẹp luôn nhé. Hàng này hàng đẹp luôn nhé. Rất là nét luôn này, thắt lưng các bác có thể nhìn thấy này. Hàng chuẩn luôn nhé, da thật luôn. Các bác về các bác nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Các bác nhận hàng bên nhà em các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác phải thanh toán những cái đường của nó này. Đấy, đường nét của nó này. Rất là xịn luôn. Rất là xịn và đẹp luôn. 250k bao ship cho các bác cái mã này. 250.000 đồng mới bên em bao ship. Chứ nào còn cái mã nào nữa không? Đấy, Poucher này. Rolls Royce này. Đấy, một cái. Đây là tất cả đều có hai màu nhé các bác nhé. Tất cả các bác đều có hai màu. Các bác lên chữ P nâu hoặc là P đây, màu nâu đây. Đấy, hoặc là màu đen. Đấy, màu nâu hoặc màu đen giúp em nhé. Đấy, các bác lên cho em mã chữ P. Đấy, nâu hoặc đen. Đấy, nâu hoặc đen. Chỉ có hai màu đấy thôi. Đấy, thì các bác có thể lên giúp em là hai cái mã. Tất cả đều có hai màu. Mã màu như em tất cả đều có hai màu. Để các bác ưng cái màu nào thì các bác báo em màu đấy. Một cái mã tiếp theo. Nhà em có cả thắt lưng cá sấu nhé. Thắt lưng cá sấu xịn luôn nhé. Chứ không phải là ấy đâu. Mặt của nó thì có mặt vàng. Đấy, mặt vàng và mặt trắng. Đấy, mặt của nó mặt vàng và mặt trắng. Và dây của nó là có dây đen và dây nâu. Dây đen và dây nâu. Cái thắt lưng cá sấu này thì nó là chỉ có từ 1m1 đến 1m3 thôi. Chứ không có cá sấu to. Đấy, nó không có con to. Nó ít con to lắm, hiếm. Đây, như con này là dài là chỉ có 1m2 thôi. Đấy, không thì chỉ có 1m1 thôi. Đấy, thậm chí là 1m. Đấy, nó chỉ tầm hơn 1m thôi. Cái thắt lưng cá sấu này nó chỉ tầm hơn 1m. Tất cả thì đều bao cho các bác này. Đấy, là sống lưng này. Sống lưng này, hàng đẹp luôn này. Nói chung là hàng đều có sống lưng hoặc là các bác có thể liên hệ với em để riêng cái thắt lưng cá sấu này em sẽ gửi hình ảnh trước cho các bác luôn được. Con này thì nó là chuột. Các bác có thể nhìn thấy nó giữ rất là chặt luôn này. Giữ rất là chặt luôn và rất là đẹp luôn. Dòng này là thắt lưng cá sấu nhé. Đấy. Cái này thì các bác bụng to bụng bé thì nó phải lưu ý, riêng cái thắt lưng cá sấu này phải lưu ý tại vì nó không có dài. Cái dòng này nó không có cái loại dài nên là các bác thông cảm. Đấy. Các bác có thể kéo dài ra, kéo ngắn lại thì đều được. Đấy. Nói chung là bụng thì nói chung nó cũng thoải mái thôi. Cái dòng này bụng nó cũng thoải mái luôn. Đó, dòng này thắt lưng cá sấu này. Các bác lên cho em lưu ý cho em là mặt trắng và mặt đen nhé. Mặt trắng và mặt vàng chứ không phải mặt đen. Mặt trắng và mặt vàng, thắt lưng đen và thắt lưng nâu. Đấy, mặt trắng, mặt vàng, thắt lưng đen và thắt lưng nâu. Đấy, con này thì thoải mái màu sắc để các bác lựa chọn. Thoải mái màu sắc để các bác lựa chọn. Giá của nó thì con này bên em đang bán với mức giá đó là 550.000 đồng.
550.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Tết sắp đến rồi thì chúng ta nên sắm thực sự ra với các bác luôn. Cũng phải nên sắm một cái thắt lưng để chúng ta có thể sử dụng đây. Đấy, nó rất là to luôn chứ không bé đâu. Đấy, con này các bác bự cũng có thể ok được, thoải mái giữ chặt mà nó sang. Các bác nào mà hay thắt lưng hay sơ vin thì chúng ta có thể sử dụng được thoải mái luôn. Con cá sấu này 550.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé. 550k và bên nhà em bao ship cho các bác cái mẫu thắt lưng cá sấu này. Mẫu thắt lưng cá sấu này, đây các bác có thể nhìn thấy này. Toàn bộ đó là thiên sống của nó tất. Đấy, cái đuôi này của nó thì là nó sẽ để chúng ta cài vào ấy, nên là nó sẽ đến đấy là người ta cũng căn cái thắt lưng con cá sấu rồi. Đấy, da của nó toàn là da xịn thôi, da xịn da đẹp. Các bác nhận hàng nhà em thì các bác yên tâm một điều, đó là kiểm tra hàng thoải mái nhé. Kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán nhé. Một khối liền dài luôn nhé. Một cái liền dài luôn, nên là các bác có thể yên tâm. Đấy, cá sấu xịn luôn. Cá sấu xịn luôn. Các bác lên cho em mã này, mã thắt lưng cá sấu. Thắt lưng cá sấu 550.000 đồng. 550.000 đồng nhé. Đó, vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu sản phẩm bên nhà em nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.